Bè miền khám phá, xin chào tất cả bông con. Làm mệt nghỉ ăn mì tôm nha. Làm xong sớm về sớm, hai người một chai nước ngọt. Công ty nhà nước dễ dàng lắm. Tháng 3 triệu, việc nhà lương cao. Làm xong sớm về sớm, hai thằng một chai nước ngọt. Ba miền khám phá cũng quay kìa. Còn 50 viên nữa là xong nha anh em nha.
Anh em nhớ vô like, vô đăng ký xem kênh mình nha. Đồ mông khá là sâu nha, 80-60. Tạm biệt quý khách nha, chúc quý khách ngon miệng nha.